sinh những phút yên bình. Đến một ngày chợt nhận ra tình thân vô giá, nước mắt rơi nhìn sau lưng là những ngày lạc lối. Dòng người thì cứ đi qua, một mình ta đứng lặng lẽ giữa phong ba. Mới yêu ra ai còn mãi bên ta, hạnh phúc gần sát bên, cứ ngỡ cuối chân trời. Những điều ta cứ mong chờ không lẽ là hư vô? Những điều ta cứ mong chờ không lẽ là đây coi, cô nàng này định giở trò gì đây? Khoảng cách cách 5 mét, không được tới gần khổ chủ, không được để mọi người biết khổ chủ có người theo. Canh me tò tò 5 mét. Điều thứ hai, vị sĩ không được xuất hiện trong giờ học của khổ chủ, tuyệt đối không được mang trái cây hay đồ ăn tới bạn bè của khổ chủ dị nghị không hay. Vô lý thiệt. Điều thứ ba, vị sĩ nhất định phải đối xử tốt với bạn bè của khổ chủ, bất cứ ai hỏi xin số điện thoại cũng không được từ chối. Nếu trái lệnh, khổ chủ có quyền tự ý cung cấp số điện thoại của vệ sĩ cho bạn bè mình mà không cần phải hỏi ý kiến trước. Trời trời, khổ chủ hay là khổ thân phận của tôi đây? Em định giết anh hả Kim Cương? Cấm tặng quà với mọi hình thức. Điều thứ năm, luôn bảo vệ khổ chủ không để bị người ta bắt ức hiếp. Chị hai. Em đi học hả? Dạ. Trùng hợp quá, sáng nay á chị cũng đi tập thể dục. Hay chị đi em tới trường nha. Dạ không cần đâu chị hai, em tự đi được rồi. Với lại chị em mình đi bộ tới đó rồi chị hai quay đầu về, ba mà biết được ba không có vui đâu. Trời ơi, em lạ quá. Ba không có biết đâu, trường mới của em cũng gần ở đây, thỉnh thoảng chị em mình vẫn đi bộ mà. Nhưng mà bữa nay em không có thích nữa, em muốn tự đi à. Bây giờ chị hai cứ đi tập thể dục đi nha. Chị hai. Em có chuyện này muốn xin chị hai có được không? Được chứ, em nói đi. Em muốn tới trường bằng xe hơi một bằng lần xe thôi. Hơi hả? Tại sao mà không được? Ủa nhưng mà anh Dũng ảnh chưa có tới, mà chú tài xế thì lại chở ba đi rồi. Chị thì không biết lái xe. À có cách rồi, đợi chị chút. Anh Bằng.
Có chuyện gì? Em muốn nhờ anh một việc được không? Anh đưa giùm hai chị em tới trường được không? Im lặng là đồng ý nha. Quyết định vậy đi. Ruby, em đợi chị nha. Chị lên thay đồ rồi xuống liền. Đợi chị. Dạ. Chết rồi, chị xin lỗi nha. Tại chờ chị thay đồ mà hình như em trễ học rồi phải không? Giờ này em vô lớp có sao không? Dạ không sao đâu chị hai, không sao mà. Nè, nếu như sau này em mà thích đi học bằng xe hơi á, thì chị sẽ nhờ anh Dũng chở em đi mỗi ngày chịu không? Dạ, chỉ cần hôm nay là được rồi chị hai. Ừ. Anh Cao Bằng. Ừ, Ruby cảm ơn anh hôm nay đã đưa Ruby đi học nha. À, không có gì. Ruby, em vô học đi, trễ học rồi đó. Chị với anh Cao Bằng đi trước nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Ngoan nha. Hôm nay em không có tiết học, cũng chưa muốn về nhà. Anh đưa em đi dạo được không? Hình như cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đưa Ruby đến trường, chứ hoàn toàn không có trách nhiệm với việc đưa rước đại tiểu thư của biệt thự Diamond. Em không yêu cầu anh đưa em đi vì trách nhiệm. Chỉ đơn giản là bạn bè cùng nhau tới một chỗ nào đó thoải mái hơn thôi, để em có thể trút đi phiền muộn. Như vậy cũng không được hả anh? Cô có thể gọi điện cho Dương Dũng, anh ta có thể đáp ứng được những yêu cầu của cô. Tôi đoán là như vậy. Nhưng có những điều em chỉ muốn nói với anh thôi, không phải với anh Dương Dũng. Hay là anh muốn em gọi cho anh Dũng rồi nói với ảnh rằng vì anh không chịu tâm sự với em, cho nên em mới tìm ảnh là người thay thế. Anh muốn em nói như vậy đúng không? Tùy cô. Cô có thể nói bất cứ điều gì mà cô muốn. Anh có biết là em rất mệt mỏi không? Lúc trước người em hay tâm sự nhất là ba. Mỗi khi có chuyện buồn, lúc luyện tập căng thẳng, lúc nào ba cũng ở bên em, nghe em nói rồi nhìn em cười. Nhưng mà thời gian gần đây thì không có còn như vậy nữa. Ba hay bận hay đi, rồi dường như là không có thời gian dành cho em nữa. Em rất cô đơn. Bình thường em đã không có nhiều bạn bè. Thời gian gần đây em càng lúc càng cảm nhận nỗi cô đơn đó rõ ràng hơn. Có thể là do Dưỡng Tiết quá nhiều công việc cần giải quyết, chứ không phải là không quan tâm tới con gái của mình đâu. Em biết. Nhưng gần đây có một điều khiến em không có thoải mái khi đối mặt với ba. Đó là gì anh biết không? Chính là một câu chuyện mơ hồ mà ba có liên tục hỏi em. Chuyện về viên kim cương xanh đó. Cuối tuần này, có lẽ cậu phải đi công tác một chuyến. Phía chủ đầu tư sẽ tổ chức cho các nhà đầu tư lớn tham quan khu vực phát triển dự án. Đây là cơ hội tốt để chúng ta nắm bắt những đối tác sẽ góp vốn vào công trình đồ sộ này.
cậu không nên bỏ lỡ. Tôi cũng đã tìm hiểu về dự án nhà ở xã hội này. Đây là dự án được chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang, vừa mới được giải ngân trên 30.000 tỷ. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng. Trước đây tôi chưa từng nghe mày nói làm việc bên ngành xây dựng. Sao mày rành vậy? Trước đây chủ đầu tư này đã có thời gian xin tài trợ bên phía ngân hàng, mà tôi làm bán thời gian bên đó, cho nên cũng có tìm hiểu sơ qua. Hiểu biết của Vĩnh An rất có lợi cho công ty của chúng ta. Nhưng cậu nghĩ chúng ta có nên chuyển hướng đầu tư vào một công trình xây dựng thay vì thương mại như từ trước tới giờ hay không? Thật ra nếu chỉ cần tạo dựng danh tiếng thay vì lợi nhuận, tôi nghĩ chúng ta cần phải thử. Vì đây là nhà ở xã hội, cho nên là lợi nhuận không cao. Thay vào đó, khi chúng ta tham gia, chúng ta sẽ nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ phía các ngân hàng đối tác. Đó là lý do vì sao các công ty khác đều đổ xô vào để kiếm một chân đầu tư. Trước đây cũng từng nghe nói cụm từ nhà ở xã hội, nhưng cụ thể là như thế nào? Có thể tạm hiểu nó là đây là một dạng nhà dành cho các đối tượng có chính sách, nhưng không phải là tặng miễn phí mà là bán có trợ giá. Việc này tôi sẽ suy nghĩ lại. Tạm thời chúng ta tăng tốc đầu tư công trình đã siêu thị trước. Sau khi cậu đi tham quan về, tôi sẽ quyết định có tấn công vào thị trường xây dựng này hay không. Dạ. Tại sao lại không được? Cô phản đối chuyện tôi yêu cầu cao bằng lợi dụng tình cảm con gái bố già Thiết sao? Chúng ta vẫn còn có cách khác. Tôi sẽ giúp bà chủ mở mật khẩu khóa cửa, không cần phải lợi dụng cao bằng để làm việc này. Thật ra đây là phép thử tôi dành cho cao bằng. Nếu cậu ta làm theo lệnh của tôi, có nghĩa là cậu ta không hề phản bội. Còn ngược lại, nếu muốn thử thì hãy dùng một phép thử quân tử hơn. Đừng lợi dụng tình cảm để đạt được mục đích như vậy. Vậy là cô không hiểu rồi. Ông chủ Chu Giang Hang là người lạnh lùng trong giới giang hồ. Không ai chưa nghe đến biệt danh bọ cạp băng từ xa xưa của ổng. Vậy mà tại sao những người mà ông Chu Giang Hang uổng công đào tạo và tin cậy đều có suy nghĩ tức cười đến như vậy? Tình cảm không phải là thứ bộc phát một sớm một chiều. Bà chủ nên nhớ, cái chúng ta cần là tốc độ. Không còn thời gian để dùng tình cảm đùa cợt nữa đâu. Vậy thì cô chưa biết rồi. Xét về hoàn cảnh, một đứa con gái được bảo bọc trong dung lụa như kim cương sẽ dễ dàng ngã gục trước vẻ lãng tử của Cao Bằng. Và hơn nữa, bố già Thiết vô cùng yêu quý đứa con gái này. Nếu như Cao Bằng nắm trọn cô ta trong tay, thì đừng nói là viên kim cương xanh, mà đến cả gia tài của ông ta, tôi nghĩ ông ta cũng không từ chối được. Bà chủ, có một điều tôi cần phải nhắc nhở, mong bà chủ không phiền. Cô nói đi, chuyện gì? Ông chủ đã rất nhiều lần căn dặn chính bà chủ phải là người đích thân hạ gục bố già Thiết. Tại sao lại là tôi? Tôi nghĩ đây cũng là một phép thử, giống y như phép thử vừa rồi của bà chủ vậy. Nhưng có điều, tin hay không tin, thử hay không thử, chỉ có một mình ông chủ mới có quyền quyết định mà thôi. Lâu lắm rồi em chưa được hít thở không khí trong lành đến như vậy. Ở biệt thự Diamond á, có những gò bó cũng khó thở lắm, nên em không thích khung cảnh ở đó. Nghe nói những người yêu thiên nhiên sẽ có tâm hồn rất lãng mạn. Chắc là anh cũng vậy phải không? Tôi không phải là người yêu thiên nhiên thì làm sao tôi biết được? Anh nói dối. Anh quên rồi hả? Bờ sông nơi lúc trước chúng ta thường tới,
rồi chỗ mà anh đưa em đi thả diều, tất cả đều gắn bó với thiên nhiên mà. Anh Bằng à, lúc này á, ở đây em không phải là tiểu thư của biệt thự Diamond. Anh có thể tạm quên đi thân phận của anh, của em. Đừng để ý những tiểu tiết, mãi sống thật lòng mình, dù chỉ một phút thôi được không anh? Kim Cương à, tôi không muốn em chịu đựng tổn thương, vì tâm hồn của em thánh thiện lắm. Giờ chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu. Nếu đến gần nhau sẽ gây tên hệ lụy và sao? Em có hiểu không? Em không hiểu, em cũng không cần biết. Em chỉ biết lúc nào em cũng muốn được gặp anh, muốn được ở bên anh, muốn được anh bảo vệ. Anh Bằng à, ba rất là thương em. Nếu như ba biết em có tình cảm với anh, nhất định ba sẽ không phản đối đâu. Kim Cương à, em đừng quá ngây thơ. Càng thương em, Dượng Thiết sẽ không bao giờ trao em cho bất cứ người nào mà Dượng không tin tưởng. Tại sao ba lại không tin tưởng anh chứ? Có phải vì anh là cháu của dì Hà Băng không? Anh đừng có lo, em sẽ nói chuyện với ba. Em sẽ nói với ba để anh thay anh Dũng bảo vệ cho em nha. Anh được không anh? Có khi nào mình có trong cái chai rượu? À, Trang. Cái gì? Sáng giờ chạy trốn ở đâu? 3-4 cái mộ ngoài kia cần lấp đất mà không làm. Thân nhân người ta trả tiền ăn 8 kiếp rồi mà không chịu làm cho người ta. Cha có tin có ngày người chết người ta nhào lên bóp cổ cha không? 3-4 cái mộ mà lấp đất, cha có tin có ngày nào có người lên bóp cổ cha không? Hay quá, tối ngày trù ẻo cha mày không à. Tôi nói vậy thôi, cha tin hay không thì tùy. Mà thần thánh cha còn không sợ, đừng có nói ma quỷ mà trù với ẻo. Đó, tao là trùm lưu linh, trùm thiên hạ này rồi. Ăn nhậu là có tao. Ma quỷ à, có ma quỷ nào chi tiền cho tao ăn nhậu không? Mà Ơi thế kìa. Đó, đó, mày coi kỹ đi rồi mày thấy cha mày có xứng đáng làm cha mày không? Mày có tiền mày giấu, mày thấy cha mày có tiền không? Mua đồ ăn cho mày ăn, ăn ngập họng, ngập mặt, mập ra luôn, ra lòi mỡ ra luôn. Cha, nè, cha làm gì có tiền mà mua mấy thứ xa xỉ này? Thì cha, tiền ở đâu mà cha có? Có thì mày ăn đi, còn mày đặt điều tra xét hỏi nữa. Tao đâu có cướp của giết người đâu mày lo. Con thà để cho cha cướp của tù tội còn hơn thấy bộ dạng của cha như bây giờ á. Cha nói thiệt cho con biết đi, tiền ở đâu mà cha xài sang dữ vậy? Cái mớ nó không có rẻ. Thì biết vậy rồi nhưng mà... Cha nói đi. Nói! Thì cái này tao nói hay quá, người ta muốn thưởng người ta lo cho tao chứ có cái gì đâu. Mày tưởng con mình mày biết kiếm tiền không? Rồi nè, anh Bằng, anh qua đây phụ em một tay đi. Tại anh hết á, em đã nói là anh giật cần câu đi, vậy mà anh không chịu. Kim Cương à, em có sao không hả? Anh có biết là hôm nay em vui tới mức độ nào không? Em chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ. Chớp mắt tỉnh dậy, tất cả lại trở về như trước đây.
Anh lạnh lùng, giống như chưa từng quan tâm tới em. Như vậy em sẽ buồn lắm. Kim Cương à, sau hôm nay em hãy quên đi thời gian này. Hãy quên tôi đi, để sống cuộc sống của em. Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau mà. Em hãy nhớ điều này nha. Dù em không hiểu nhiều chuyện, em cũng không mấy thích gì Hà Băng, nhưng em có thể cảm nhận được tình cảm của anh. Tại sao anh luôn nói với em những lời như vậy? Anh Cao Bằng, em có thể nhờ anh một chuyện được không? Em nói đi. Em không tin tưởng gì Hà Băng. Em có cảm giác dì ấy sẽ làm hại ba em. Dì của anh tính tình có chút đố kỵ nhỏ nhen, cũng bắt đầu từ sự thấy chồng mình quá yêu thương con gái riêng, cho nên mới biểu lộ như vậy. Có lẽ đàn bà nào cũng vậy. Em đừng suy nghĩ quan cho dì nghe. Không phải là em nghĩ quan cho dì Băng đâu, mà chính mắt em đã nhìn thấy những hành động lén lút kỳ lạ đó. Anh ở bên cạnh dì Băng nhiều nhất, anh là cháu của dì nữa. Nhưng em tin là anh là người công tâm tốt bụng. Vậy anh có thể giúp em theo dõi dì Băng được không? Được không anh? Alo, tôi nghe đây anh Phát. Chuyện anh Nhờn, tôi đã điều tra rồi. Nhưng mà anh biết đó, nghiệp vụ của chúng ta chỉ tập trung vào bọn tội phạm quốc tế. Còn những người có lý lịch bình thường sẽ hơi mất thời gian thêm một chút. Tôi hiểu mà. Lần này lại làm phiền anh rồi. Tôi không trực tiếp điều tra, cho nên mới nhờ sự giúp đỡ của anh đó Phát. Tôi gửi hồ sơ qua mail của anh rồi. Nhưng mà tôi có một chỗ thắc mắc là anh thắc mắc là anh muốn biết tại sao tôi lại tìm hiểu về người này đúng không? Tôi biết cô ta là con gái của bố già Thiết, nhưng lý lịch rất trong sạch, lại khá ấn tượng về phần tài năng và nghệ thuật. Nhưng mà không lẽ đó cũng là ngụy tạo hả? Không phải. Anh đừng có hiểu lầm. Tôi tìm hiểu về cô ấy là có lý do khác. Khi nào gặp á, tôi sẽ nói cho anh nghe. Được rồi, anh nhớ kiểm tra email. Còn phần tôi thì sẽ theo dõi thêm thông tin của nữ sát thủ người Hồng Kông kia. Nếu anh cần hỗ trợ gì thì liên lạc ngay. Tôi sẽ báo cáo cấp trên. Đừng hành động một mình, sẽ rất nguy hiểm đó. Cảm ơn anh. Anh cứ yên tâm đi, tôi luôn có chỉ đạo trước hành động mà. Năm 7 tuổi, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất thi cuộc thi dương cầm Việt Nam, đoạt giải nhì. Năm 12 tuổi, được chọn vào biểu diễn cùng dàn giao hưởng từ Đức sang Việt Nam. Năm 15 tuổi, sang Singapore du học ngành âm nhạc, và vừa mới trở về Việt Nam chưa được bao lâu. Nói sao cô ấy lại có sức hút đặc biệt như vậy? Có thể gọi là thiên tài âm nhạc cũng được. Nhưng tại sao tất cả chỉ bắt đầu từ năm 7 tuổi? Còn trước đó thì sao?
không thấy bất kỳ ghi chép nào. Nè, mở cửa. Anh Cao Bằng. Anh Cao Bằng, anh đang sợ điều gì hả? Em sẽ giải thích với ba mà. Kim Cương à, chúng ta không nên gây rắc rối khi không cần thiết đâu. Đoạn đường vào nhà khá an toàn, em đừng sợ. Em không sợ, nhưng em cảm thấy chúng ta chẳng có gì phải che đậy hết. Anh cũng là người nhà mà, anh đưa em đi dạo đó là chuyện bình thường mà. Kim Cương à, em đừng suy nghĩ cảm tính nữa được không? Có những vấn đề không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được đâu. Em hiểu rồi, em sẽ không ép anh. Nhưng lời yêu cầu của em, anh sẽ thực hiện chứ? Chuyện em nhờ anh đó, theo dõi hành tung khả nghi của dì Hà Băng. Tôi vốn nghĩ cậu có thể dễ dàng lấy lòng con bé ngây thơ đó, nhưng không ngờ lại nhanh tới mức này. Nhiệm vụ tôi giao cho cậu đã đi được nửa đường rồi, tôi có quyền hy vọng tốt đẹp chứ. Bà chủ à, bà nói gì vậy? Tôi không hiểu. Cậu đừng quên, trách nhiệm của cậu là vệ sĩ riêng của tôi. Cậu đi đâu, cậu làm gì, không lẽ tôi không biết sao? Nhưng lần này cậu làm rất tốt. Cậu đã tìm hiểu được gì từ con bé đó? Nói cho tôi nghe thử coi. Tôi không hiểu bà đang nói gì hết. Cả ngày quấn quýt bên nhau, nhưng kết quả lại là con số không tròn trĩnh. Cậu nghĩ là dễ dàng qua mặt tôi lắm hay sao? Bà chủ à, tôi không nghĩ rằng Kim Cương liên quan tới chuyện này. Chuyện mà bà chủ yêu cầu tôi vượt quá giới hạn của tôi rồi, tôi không thể làm được. Ý của cậu là cậu có thể vì con nhỏ đó mà cậu phản bội lại tôi sao? Bà chủ à, ở đây không phải là nơi an toàn để bà nói ra những chuyện này. Bà chủ nên cẩn trọng, chỉ cần sơ suất một chút thôi là công sức bao nhiêu năm qua sẽ tan tành hết. Tôi chỉ muốn cảnh cáo bà điều đó thôi. Khoan đã. Được, nếu như cậu không đồng ý quyến rũ con bé đó, tôi cũng không có cách nào ép cậu. Nhưng đây là nó tự nguyện tìm đến cậu. Cậu có thể thông qua nó để hỏi rõ một vài điều, xem nó có biết được gì về viên kim cương xanh mà chúng ta đang tìm hay không. Theo như tôi tìm hiểu thì cô ấy hoàn toàn không biết chuyện này. Cũng có khi viên kim cương xanh kia thực sự không thuộc về bố Giả Thiết như lời thằng Quay nói. Vô lý. Tin đồn ông Thiết là chủ nhân của viên kim cương xanh không chỉ tới từ một hai người. Con bé kia, nó tinh ranh chẳng kém gì ba của nó. Có thể cậu đang bị nó lừa mà cậu không biết. Không phải tôi đã nói với cô nhiều lần rồi sao? Cô không được tự ý tới đây tìm tôi, sẽ không hay ho gì đâu. Em biết, nhưng mà em... Cô về phòng của mình đi, nếu như người khác thấy sẽ không hay đâu, nhất là cô đó. Thank you.
Ủa, Ruby. Chị hai. Em tìm chị hả? Em tìm chị có gì không? Dạ, em định xin lỗi chị hai. Xin lỗi chuyện gì? Chuyện lần trước Ruby sẵn giọng cho nên lớn tiếng với chị, làm cho chị hai khó chịu. Cái con nhỏ này, ai cũng có lúc không vui, cho nên sẽ sẵn giọng. Ngay cả chị cũng vậy mà. Thôi, vô đây với chị. Đi. Biết không, hồi hôm qua chị có đi nhà sách nè, có mua cho em một ít màu vẽ, em coi coi có thích không. Mình có nên hỏi chị trong lúc này không? Ruby, em không thích hả? Dạ đâu có đâu, Ruby thích mà. Em thích là được rồi. À, mà chị có mua mấy cái đồ trang trí bàn học cho em nữa, dễ thương lắm, để chị hai lấy cho. Chị hai. Hả? Sao vậy? Bộ chị hai đi mua mấy cái này cho em á, là chị hai đi với anh Cao Bằng hay là anh Dương Dũng gì chị hai? Chị đi với là bạn chị. Mua mấy cái đồ con gái này mà ai lại đi chung với mấy ổng? Tại em thấy mấy lần chị hai đi với anh Cao Bằng hoài à, cho nên đâu có đâu, mấy lần đó toàn là tình cờ không à. Mà chị hai, em thấy anh Dương Dũng hình như là thích chị hai á. Ông đó đó hả? Chị hai có thích anh Dũng không? Thích cái nỗi gì không biết nữa. Ổng á là cục nợ của chị. Tại ba bắt ổng kè kè theo chị, chứ chị với ổng mà ráp vô là có chuyện liền à. Vậy còn anh Cao Bằng? Anh Cao Bằng thì sao? Thì chị hai có thích anh Cao Bằng không? Chị có điện thoại. Mình nghe nè Kim Nguyên. Chị hai, thái độ của chị đã quá rõ ràng. Em không còn là một con nhóc để không nhận ra điều đó. Kim Cương. Ủa, Uyên. Kể từ hôm bữa tới giờ, anh Dũng có nói gì bạn không? Không lẽ anh nhận một cái chỉ thị vô lý như vậy mà anh cũng chấp hành hả? Mình có cảm giác càng bình yên thì bão sẽ càng lớn. Nhưng mà thôi kệ đi, mình quyết định rồi, ảnh sẽ không dám phản đối gì mình đâu. Mình thấy bạn á, đúng là quá đáng thiệt. Anh Dũng chỉ muốn tốt cho bạn, bảo vệ cho bạn, để bạn không gặp nguy hiểm thôi. Vậy mà... Nè, bây giờ mình là bạn của bạn hay là anh Dũng là bạn của bạn vậy? Sao lúc nào á, trong mắt bạn mình cũng là một phù thủy ác độc hết trơn, còn ảnh á là một hoàng tử hiền lành. Nè, bạn đó nha. Thôi. Thôi gì? Bỏ qua chuyện đó đi nha. Mà bài tốt nghiệp lần này Kim Cương lấy đề tài gì vậy? Cũng chưa chắc, nhưng mà có một sáng tác mình muốn tự thể hiện. Mình dự định á là sẽ gộp lại làm bài báo cáo cho hai khoa, sáng tác và nhạc cụ. Có điều cũng chưa chắc là mình đã tự tin trong giai đoạn này. Kim Cương mà không tự tin thì còn ai tự tin nữa. Nghe nói là những sáng tác mà bạn gửi đi đều nhận được phản hồi rất là tốt từ thầy cô. Mà cũng phải thôi. Bạn từng có những thành tích không hề nhỏ mà. Sắp nổi tiếng rồi, đừng có quên tôi nha cô nương. Quên cái gì? Giỡn gì giỡn hoài. Dạ em chào thầy. Dạ thầy. Sắp tới nhà trường có tổ chức buổi biểu diễn báo cáo cuối khóa. Ban giám hiệu đã quyết định chọn em làm nhạc sĩ dương cầm chính xuyên suốt cả đêm diễn. Em thấy thế nào? Em có tự tin đảm nhận trọng trách này hay không? Dạ. Em thấy quyết định này của thầy cô là hoàn toàn chính xác, rất là đúng. Chỉ có một mình Kim Cương mới đủ khả năng trình diễn xuyên suốt một chương trình lớn như vậy. Nhưng mà khi nào bắt đầu hả thầy? Tuần sau. Nhưng có một điều thầy hơi băn khoăn.
À, đêm diễn sẽ diễn ra tại Bình Dương. Liệu gia đình có đồng ý để em đi xa vậy không Kim Cương? Dạ, nếu thầy cô tin tưởng thì em sẽ cố gắng thuyết phục gia đình. Em nghĩ là được mà. Rất hay. Dạ, ông chủ. Cậu có vẻ tìm hiểu căn nhà này nhiều hơn là công việc. Dạ, xin lỗi ông chủ. Chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy. Ít đến đây nên cậu không biết. Căn nhà này là món quà tôi tặng cho con gái tôi nhân dịp nó tròn 18 tuổi. Dạ, thì ra là vậy. Có vài lần tôi gặp cô hai ở đây, nhưng không biết ngôi nhà này là do ông chủ xây dựng riêng cho con gái của mình. Để đảm bảo sự riêng tư, ngoài Kim Cương và tôi, rất ít người được bước vào đây. Thỉnh thoảng chỉ có em gái của nó mới được đặt chân đến. Dạ, tôi nghe tiếng đàn hay quá cho nên là bị thu hút. Xin chủ thứ tội. Không sao. Nếu Kim Cương ngồi vào đàn mà người khác không bị thu hút, đó mới là điều lạ. Tôi không trách cậu chuyện này. Cậu tới đây vì chuyện dự án xã hội phải không? Dạ. Có vài vấn đề tôi cần báo cáo trước khi ông chủ quyết định.
Được, vậy cậu vào phòng khách chờ tôi. Tôi vào gặp con gái một chút rồi vào bàn công việc với cậu. Dạ. Chiếc xe ngoài kia có phải là ông chủ trả công cho cậu hay không? Dạ, có thể nói là vậy. Thật lòng tôi rất là biết ơn ông chủ về chuyện đó. Vậy cậu nghĩ có bao giờ mình xứng đáng hưởng hơn như vậy không? Mọi chuyện không thể kéo dài được nữa. Nếu vì thời gian sắp tới mà không thu thập thêm được tin tức gì thì ta sẽ có khách khác. Ông chủ à, còn bà chủ và cô chủ thì sao ông chủ? Hồi trước đây khi mà học chung với Lại Vĩnh Anh, con đã phát hiện cậu ấy là một người rất giỏi và linh hoạt. Không ngờ lần này cậu ấy giải quyết mọi chuyện cũng nhanh nhẹn. Lúc đầu mà giới thiệu cậu ấy vào công ty, con cũng sợ là cậu ấy sẽ không làm được gì. Tôi sợ bị chú la. Dì đi về có mệt không? Để con vô lấy nước cho dì uống nha. Tao không cần lòng tốt của mày. Tao không phải là mẹ của mày. Nên mày đừng có làm bộ làm tịch nữa. Chúng tôi đang bàn về số hàng bị công an giữ lại. Cậu đã công bố tổng số đầu tư chúng ta cho dự án nhà xã hội đó chưa? Dạ, tôi đã làm theo đúng như lời dặn dò của ông chủ. Đứng lại. Nè, 10 điều nội quy kim cương dành cho Dương Dũng lại quên nữa rồi chứ gì? Thôi mà, tháo cho anh đi. Có mua đồ ăn cho em nè. Cho phép tới gần. Chết đi. Cậu có chết thêm nhiều lần nữa cũng không hả dạ tôi. Cậu đã biến thành cát bụi rồi.